Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở vườn nhà quý vị nhé. Và hôm nay Bonsai Đức Huy muốn chia sẻ cho quý vị một số những cái tác phẩm, những cái cây đang xây dựng, những cái tác phẩm tầm trung xuất sắc ở trong vườn Bonsai Đức Huy. Thì đây là cái cây mà xuất sắc ở trong vườn của Bonsai Đức Huy quý vị nhé. Bonsai Đức Huy không dám xin phép quý vị là không dám quý vị phải thông cảm cho, không dám nói là xuất sắc với tất cả quý vị, đây là cái xuất sắc trong vườn mình thôi. Thì cái cảm nhận nghệ thuật và cái đẹp như nào thì quý vị sẽ cùng cảm nhận với Bonsai Đức Huy. Thì đầu tiên là cái tác phẩm cây hai thân, một cây dáng mẫu tử. Thì đây là một cái cây xanh Nam Điền quý ở trong vườn. Và quý thế nào thì quý vị sẽ cùng cảm nhận. Thì kính thưa quý vị, lửa thử vàng và cây phải thử nước quý vị này. Quý vị cảm thấy cái màu cây cực quý này. Một màu đồng. Một màu vàng bốn con chín. Sạch sẽ mịn màng quý vị ạ. Thì cái yếu tố cái cây hoàn thiện và cái yếu tố mịn màng sạch sẽ là cái điểm cộng rất lớn cho từng tác phẩm. Thì mọi người vẫn có câu là hoa hậu không giao kéo đấy. Một người hoa hậu xinh xắn mà đẹp, có nét đẹp tự nhiên thì bao giờ cũng cuốn hút hơn. Thì đây là cái cây tầm trung, cao khoảng 75 gì đó quý vị nhé. Một cây hai thân, có thể được gọi là cây mẫu tử tình thâm. Hiện nay thì cũng chưa cố định cái tên, nhưng mà cái form cây thì gần giống cái tác phẩm Bình An. Mặt sau của tác phẩm. Thì đây là những tác phẩm tầm trung quý vị nhé. Một cái cây, những cái cây tầm trung quý trong vườn Bonsai Đức Huy và những cây đã hoàn thiện rồi. Các bông được làm theo lối tản vân rất là mạch lạc rõ ràng. Và tiếp theo là một cái cây xanh dáng trực. Một cái tác phẩm cây xanh dáng trực. Với một cái bóng dáng này thì quý vị cảm nhận được một cây trực quý như này. Cây cũng chỉ cao 75 phân thôi. Nhưng một cái tỷ lệ vàng trong cây. Gốc bồ ngọn chỉ và thân côn tít. Và ngoài ra thì quý vị cảm nhận được cái màu đồng trong cây. Những cái điểm quý, những cái nét chun sụ. Và mỗi cái bóng dáng như này thì tương đối hợp lý với một cái trực, với một cái tỷ lệ như này. Nộ hết căn cốt. Và chân móng quý vị ơi. Chân móng đã móng rồng hết rồi. Móng rồng hết rồi quý vị nhé. Chỉ còn một chút sẹo thôi. Thì một vài năm tới thì bo sẹo thì tác phẩm còn đẹp hơn nữa. Một cây tầm trung xuất sắc ở trong vườn. Và tiếp theo Bonsai Đức Huy giới thiệu với quý vị một cái cây nghệ thuật nữa, đó là tác phẩm Ngọa Hổ Tàng Long. Thì tác phẩm vẫn đang trong quá trình xây dựng quý vị nhé. Vẫn còn thiếu, vẫn còn khuyết bông này, khuyết bông này và khuyết cái bên này và quả phúc nữa.
Thì cây chỉ cao khoảng 60, hơn 60 thôi. Nhưng quý vị cảm nhận được cái đường thân. Đường thân cực kỳ quý. Và có một cái nét gì thì nghịch ở trong đó. Ngoại hổ tàng long. Chân móng quý vị cảm nhận được. Chân móng rất đẹp nha quý vị nhé. Thì cây chưa hoàn thiện. Nhưng mà với cái bóng dáng này, với cái tiềm năng này thì hứa hẹn sẽ là một cái cây bonsai xuất sắc. Một ngày không xa nữa thôi. Thì sẽ là cái tác phẩm đi chơi ở cái sân nhỏ nhỏ tầm trung. Rất là vừa vặn. Và tiếp theo là một cây xanh dáng long, một cây xanh long lùn như quý vị nhé. Và quý vị cảm nhận được cái bóng dáng này. Với một cây xanh dáng long lùn này. Thì cũng là cái cây hiếm. Cao chỉ khoảng 60 thôi. Và đường chân bệ quý vị này. Đường thân không giống một cây nào cả. Cái đường trườn cực kỳ khó và có cái tính riêng biệt. Hiện nay bông dăm thì còn chưa được dày lắm quý vị nhé. Cây này còn quá trình thời gian thì bông dăm còn dày, cơ bản là bông đầy đủ hết rồi. Nhưng theo thời gian thì bông dày dặn hơn thì tác phẩm còn đẹp hơn nữa và cuốn hút hơn nữa. Một cây dáng long lùn nhỏ như này mà làm được rành mạch cái này thì cũng không đơn giản một chút nào quý vị nhé. Nhỏ nhưng mà từng chi tiết được làm rành mạch rõ ràng, mạch lạc, không tùm rối rắm mà tay cành rất là nghệ thuật. Tiếp theo là một cây xanh giáng lão quý vị nhé. Một cây xanh giáng lão hoàn thiện. Thì tác phẩm này chỉ còn thiếu mỗi cái chậu đẹp thôi. Quý vị cảm nhận được một cây xanh giáng lão đường thân nghệ thuật như này mà quý vị. Thiếu chậu và thiếu một cái tửa lưng. Bonsai Huy đang xây dựng cái tửa lưng. Đấy quý vị, tửa lưng đang xây dựng quý vị nhé. Thì còn thiếu mỗi cái đó thôi. Cây đã hoàn thiện lắm rồi. Bóng dáng và đường thân quý vị này. Quý vị cảm nhận cái đường điểm khó trong thân. Một cái cây với một cái thân pháp như này. Rất bắt mắt phải không quý vị? Còn rất nhiều quý vị nhé. Mà Sa Huy muốn giới thiệu một quý vị một cây xanh dáng có thể gọi là dáng lão hoặc là cây trực hoành cũng được. Một cây tiếp theo. Đây là cái một cái tác phẩm đang xây dựng quý vị nhé. Thì quý vị nhìn thấy trống ở trên nào thì còn đang thiếu cái bông bông cái chốt 3, chốt 4 và ngọn nữa. Đây là cái cây cổ quý vị ạ, một cây cổ hàng cốt chậu. Rất rất là lâu lắm. Nhưng mà Bonsai Huy cắt cái ngọn để làm lại. Và quý vị cảm nhận được này. Cây cổ, chi cổ nó già như nào. Mốc trắng lên ra tận đầu cành. Thì đây là cái một cái tác phẩm rất là quý. Và quý vị cảm nhận được cái màu đồng này. Già lắm quý vị ạ. Rễ cũng vậy,
một màu vàng đồng. Ở góc này thì quý vị cảm nhận được cái cổ ngọn được làm lại tương đối đẹp. Thì tác phẩm này hứa hẹn phải 2 năm nữa, 2 năm nữa mới chắc là mới hòm hòm quý vị. Nhìn thích quá cái tem giả, ok. Mà quý vị có cảm nhận được cái này không? Cái đường chân này, chân nó có những cái điểm mà lồi lên này. Cây già cho ta nhớ rất nhiều điều thú vị. Và tiếp theo là một cây tầm trung, một cây trực quý ở trong vườn. Thì cây này cũng đang trong quá trình xây dựng, nó phải sang năm thì mới hoàn thiện được. Nhưng quý vị có thể cảm nhận cái bóng dáng một cây trực rất rất là quý. Nếu cái độ tuổi thì có thể gọi là cây già nhất vườn ở trong bonsai đa quý. Và quý như nào, đẹp như nào, quý vị sẽ cùng cảm nhận. Đây là cái cây chưa hoàn thiện quý vị nhé. Ngày trước thì hoàn thiện rồi, nhưng mà bonsai đa quý giật đi làm lại, cải tạo lại. Thì hiện nay cây chưa hoàn thiện, nhưng với một cái bóng dáng này, với một cái đường thân quý này, thì cũng là cái cây đứng hàng top đầu ở trong vườn, cả về độ tuổi cũng như cái quý, cái nét đẹp của tác phẩm. Thì một số tác phẩm bonsai đã huy chọn lựa cho quý vị cũng chỉ trên đây, nó chỉ là một số ít trong vườn nhà quý vị nhé. Những cây tiêu biểu là những cây quý tầm cái cây form dáng tầm trung dưới 1 mét, bonsai đã huy chọn lựa chia sẻ cho quý vị. Thì kính thưa quý vị, bonsai đã huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Bonsai đã huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.